Thì cũng có rất là nhiều ông bà cô chú có nhắn tin hỏi thăm tình hình của sức khỏe bạn Tiêu với lại tình hình mưa bão của chú bạn Tiêu. Thì bạn Tiêu cũng cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều luôn. Bạn Tiêu thì cũng nhớ ở nhà bà cô chú, với lại ở chỗ bạn Tiêu thì cũng ảnh hưởng bão nhưng mà ít nhất chỉ là mưa thôi à. Mưa bây giờ cũng đang còn mưa với âm u đấy, nên là bây giờ bạn Tiêu cũng không có ra video được, với lại bạn Tiêu cũng hơi bận một số công chuyện xíu á, nên là cũng có ra video được nha. Bây giờ thì bé Hạt Tiêu cũng là ở nhà này, quay xung quanh nhà, quay ngắn này kia, quay lên ông báo chú. Bây giờ thì bé Hạt Tiêu sẽ đi ra làm một cái món ăn giải trí để cho phố nổ với lại em Dâu ăn nha. Rồi, các cô đi ra nhưng mà báo chú. Chưa. Không biết tteokbokki là cái gì nữa đấy. Hơi bữa hóng rồi nè. Bây giờ không biết tteokbokki là gì cả. Hồi nãy là Tiêu hỏi nên là hôm nay bác Tiêu sẽ làm tteokbokki bằng bánh đá cho bố nhỏ em dâu mọi người trong nhà ăn nha. Thì bác Tiêu ở trong miền Nam thì bác Tiêu cũng hay ăn á. Bố nhỏ thì chưa ăn bao giờ. Không biết nó làm ra sao lắm. Đấy, nhưng mà ở quê bác Tiêu thì không có nguyên liệu làm mà bố chú là sẽ làm bằng bánh đá với lại xúc xích nha. Rồi chờ mẹ em bé là một em bé và Tiêu sẽ đi làm nha. Em bé ngủ rồi. Rồi đi làm thôi. Chúng ta chỉ làm không có chưa. Ngồi nha, bây giờ sẽ bắt nước lên nhưng mà cô chú mỗi quả làm ra thì lúc chị thì nhá. Biết lẽ à? Biết lẽ mà. Đây, nguyên liệu làm cho chú. Bà Tiêu đã mua sẵn ở nhà nhưng mà chứ sao ở nhà này Tiêu thì không có nguyên liệu đầy đủ. Nhưng mà sẽ dùng tương ớt nha. Tương ớt với lại các gia vị thôi. Muốn nổ có đâu thì không biết không muốn nổ. Có. Biết lẽ mà. Tiêu sẽ cắt cho nhạc một chút. Cắt bánh đá ra. Tiêu đặt về nhà chiên ăn ấy. Cái này nhiều màu luôn. Cứng như cục đá rồi đấy. Nước cắt nó có da không? Hay là cần sự hỗ trợ cho người lớn? Quê hề. Muốn rồi, cắt được cứng lắm, cục đá. Đây. Lấy dao to ấy. Có dao to không? Đây. Không được. Cắt hả? Kiểu dây gì? Không được à bố? Chịu rồi. Đó, nó dài. Không phải là làm lực đâu. Cái này á. Có lực nó mới dài chứ. Không, ý là không phải là làm xuống ấy. Xói xói rồi để lại ấy. Để. Thấy chưa? Cứng thế, khi nào mới cắt xong? Cứng nhỉ hay là trùng nước sôi nhỉ? Từ từ nhá. Hay trùng nước sôi nói bừng. Người mới trùng nước sôi này. Cứng lắm ông bà cô chú ơi, nó bánh đá của Hà Giang đấy. Cứng lắm. Đây bây giờ ở trên bàn làm khó, bây giờ đi xuống đây nha ông bà cô chú. Cắt miếng ra như này nha. Dễ lắm. Chứ là cứng. Cái này là dễ đi lắm. Dễ đi cái tay. Đây bánh cắt xong rồi, bà cô chú bây giờ cắt xúc xích nha.
Hình giống mấy nơi mấy kim. Rồi vậy. Mấy cha anh hồng cháu. Cha xin hệ. Tôm hay đó luôn. Sờ lên này. Mưa hôm nay cũng mưa đấy, đang mưa phùn luôn bố. Bây giờ đang hiện này hồi nãy mưa phùn á. Nãy mưa hồi mưa cái này là mưa phùn. Mưa mà mình ăn cái này là hợp lý nha. Tí nữa sẽ rủ bồn là trẻ con đang chơi trên cái này. Cái đoạn thử tức là từ ai ăn đâu, cái này tiếng. Đúng rồi. Chắc đang quay không ai xuống đâu. Thôi đang quay thì nó ngạt cam. Mà có khi nó cũng xuống. Người mấy đứa nhỏ nha. Nó không biết gì thì nó xuống. Khi đứa nào lớn lên nó ngại cam, nó bảo chú thì nó không vui đâu. Nó quay bạn tiêu ngại cam lắm, nhiều mà con chú cũng chưa bạn tiêu quay thì mình quay cái cháu hết tiêu rồi. Tí nữa đợi cái này sôi cho bỏ vô nha, có cả kim chi đó. Đây. Nghe nước sôi nha, bỏ cái chú rửa bạn tiêu sẽ bỏ vô nha, cái này bỏ. Cầm da tránh ra nha, nó bằng đi đấy. Đây. Bác tiêu thấy người ta có bột năng nữa nhưng mà có bạn tiêu không có, không đâu chú. Nhưng mà bác tiêu sẽ không bỏ bột năng nha, tại vì không có mà. Khi nó bỏ kim chi vô. Mua, bữa nào có mua hay đi trà sữa không nè. Trà sữa ở quê làm thì nó khác khác nhỉ. Nhìn cái màu nó không được xịt xịt, nhìn nó trái lắm. Đúng không, nó lá lắm. Dễ thôi. Ừ. Nó mắc nó cũng vậy á. Cái người ta làm mắc cũng vậy thôi. Cứ nữa nhé chẹp đây. Đâu? Quán mấy hôn này. Quán Tuân Bình ở đây. Lâu lắm rồi bà tôi muốn trà sữa luôn á. Nhìn như trà sữa này với thịt tiêu thấy không uống ngon thì mình chán. Tại vì ăn cái này mình hay uống kèm trà sữa. Mà. Bây giờ nó mềm mềm rồi nè bố. Bây giờ nó mềm mềm rồi đấy. Nhưng mà nó chưa đầu xíu nên mình cũng xịt xịt. Bây giờ hạt tiêu bột kia chi vô nha bố chú. Làm chi vô cho nó chín. Nhìa lên chị. Thôi tắt bỏ ít kim chi. Bỏ ít kim chi thôi. Được rồi. Kim chi vô đây. Bây giờ sẽ chờ đợi nha mọi chú để tí nữa bác sẽ quay tiếp nha. Đây nó đang sôi nha mọi chú, xúc xích này. Nó nở lên to quá trời luôn á. Nhưng mà xíu nó xịt xịt mình mới tắt bếp nha. Bây giờ toàn thấy xúc xích thôi. Đây là bánh đá nha mọi chú, nào mà muốn ăn thì cứ lên TikTok mình gắn mình gõ là bánh đá nó ra nha mọi chú. Cái này mình chiên ăn cũng rất là ngon nha. Bây giờ chắc là được rồi, sẽ múc ra nha. Tóc bốc kia thì làm ngon quá. Như này à? Con ong. Bố nhỏ đang chi không ngon mà bố chú. Ừ, nó chưa ăn mà nhắc tính ra. Thấy nó không muốn ăn. đầu vậy, tôi nói bằng cái này mà nó không muốn ăn được mà chú. Mình sẽ tiếp nữa khoai một lịp vừa.
xuống nha. Nói tiếng Anh với tao mồm. Không, cái này là tteokbokki nhỏ, không biết mà các bạn tướng không biết là thích sao. Đây là luộc. Lên coi đi. Nó không biết tteokbokki là gì ấy. Nên nó không hiểu. Tại vì nó đâu có đi làm sao. Nó không thường ăn. Quá không biết nói tteokbokki bụng. Thôi không được rồi đây. Oh, yeah.
con mẹ tê ta có thú má thôi mà hả để cho thú khai được thực tế má thôi cơ chị ơi. Lên đến party. Xin chào bác.
Ừ, tiền nặng rất là cả hên. Chị mẹ nhưng mà gì cộng, chị mẹ nặng. Chị chị bé. Lê chị nó bé nọ. Chị chị. Đây là quả sinh châu nhưng mà cô chú, quả sinh châu cũng nhỏ đặt nhưng mà nó bị hư rồi nha. Hôm bữa bà tiêu đặt thì nó ra 2-3 ngày nên là nó còn tươi cái này nữa. Nó không phải, nó hư ở ngoài thôi nhưng bên trong nó còn ăn được nha. Đây. Ừ, cái lát hư thì nó tên ạ. Nắng hao chì. Múc ba quả sừng trâu thì là chỉ là tùy. À thôi thì nó trăm hơn mấy chín, mấy mấy ký đâu. Thôi đây đây đâu. Tư hơn đâu, tư hơn nữa, có mấy 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 này. Mới mà có ăn quả sừng trâu rồi đấy. Giờ nhà quay phim là có đồng bột quay đó. Đây là trồng chéo nha. Đấy, ở quê hạt tiêu là khi nào cũng mưa như này ông bà cô chú. Khi nào cũng trong tư thế mưa như này, nó không có nó. Nếu nó mưa lâu á thì sẽ cầu chỗ cái hạt tiêu á, ông bà cô chú thì nước nó sẽ dâng lên cái cầu đó. Nhưng mà nó cứ mưa như này một tí nó lại hết, nó lại mưa này là mình không có đi làm gì luôn á. Đấy, nhìn cái cảnh này rất là chán luôn. Mưa hoài như này luôn, muốn đi đâu cũng không đi được luôn á. Rồi nhông bà cô chú ơi, thì đấy video của bé Hạt Tiêu cũng đến đây rồi nhông bà cô chú. Bây giờ thì bé Hạt Tiêu sẽ kết thúc video tại đây nha. Nếu ông bà cô chú yêu thương bé Hạt Tiêu thì cho bé Hạt Tiêu xin một like, một chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye ông bà cô chú. Chúc ông bà cô chú xem video vui vẻ nha.